có cái băng ghế đá chỗ này, có băng ghế đá để ngồi, ngồi nhìn ra được đường Tôn Thất Thuyết. Ở phía bên kia, ở phía bên kia đường đó là những cái nhà kho hoặc là những cái công xưởng gì á, mà từ lúc mà chưa giải phóng thì đã có rồi, tức là trước năm 75 thì đã có rồi. Nhìn cái kiến trúc của nó là biết rồi, những cái cánh cửa sổ bằng gỗ với lại sơn màu xanh da trời rất là đặc trưng, nhanh ghê ha. Nhớ hồi năm 2008 thì sáng 4:30 mình với thằng bạn đạp xe từ dưới cầu Dừa chạy ra ngoài đây tập thể dục. Ra đây đi bộ thôi, đi bộ buổi sáng rồi có lúc thì đá cầu. Nói chung mình với nó hẹn thêm mấy đứa kia nữa. Đá cầu nè, rồi đánh cầu lông nè, đi bộ. Đó hết rồi, nói chung là chơi có mấy cái đó thôi. Tự nhiên bây giờ ở đây hoài niệm lại, nghĩ giống như mình ra giống như mới ngày hôm qua vậy đó. Mình vẫn còn nhớ mang máng giống như hình ảnh mình với lại tụi nó đi trên cái đoạn đường này như thế nào này kia. Nói chung như là tự động trong đầu mình nó tự nhảy ra những cái hình ảnh đó vậy đó. Giống như những cái thước phim á, giống như là tua về. Lâu lâu thì có một hai chiếc xe chạy vào, họ chạy vào đây, họ chạy vào trong cái am thờ ở phía đằng tuốt ở dưới thờ mẫu á. Mỗi lần mà làm lễ giống như là cúng mẫu, cúng cái gì mà theo nghi thức cúng thờ mẫu gì á, rất là nhiều người luôn, là cái chỗ đó rất là đông luôn á. Họ quay quần, họ tụ tập giống như rồi người nấu ăn, rồi người giữ xe, rồi người cúng kiến, rồi dọn vệ sinh rồi kia. Nói chung rất là nhiều, cũng hơn 100 người luôn, rất đông luôn. Đã ghê. Cái chung cư này thì mới vừa xây khoảng độ chừng 5 năm đổ lại đây thôi. Bởi vì lúc trước thì mình không có thấy cái chung cư này. Còn bây giờ thì mình thấy cái chung cư này thì nó ở đây. Nói chung là ở cái chung cư này cũng sẽ rất là tiện. Tiện một cái đó là mình có thể đi qua bên quận 7 chỉ bằng một cái cây cầu thôi. Hoặc là mình có thể đi về hướng ở phía quận 4, rồi quận nhất, quận 5 theo cái đoạn đường Tôn Thất Thuyết này. Nói chung là cái công viên này, cái vị trí của nó khá là tiện lợi. Đã thiệt. Trời, ngày hôm nay mát quá à. Đã lắm luôn. Thấy không? Vòng vòng xung quanh cái công viên. Đó. Xung quanh lòng vòng cái công viên này. Cái công viên này hiện tại tính tới cái thời điểm này mình thấy mình là cái đứa trẻ nhất ở trong cái công viên này luôn. Còn đa phần là những cái người mà họ cũng lớn tuổi, cũng trung niên rồi. Nhưng mà nói chung rất là vắng nha. Buổi trưa này thì lác đác lê que có vài người rồi. Thật sự luôn á, nếu như mà trời mưa ra đây thật sự là buồn mà sầu thảm luôn. Không có ai đó. Mà cũng không có chỗ nào núp mưa luôn.